Sáng ngày 20 tháng 5, phường Trương Vương tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, tuyên truyền phát triển trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, các loài lim, rổi, lát. Năm 2021, phường Trương Vương đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, chủ động triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách phòng chống bão an toàn đạt kết quả tốt. Chế độ thường trực phòng chống thiên tai đảm bảo nghiêm túc đúng quy định. Phường đã làm tốt công tác theo dõi, bám sát diễn biến của thiên tai, chủ động triển khai ứng phó kịp thời với diễn biến mưa bão, áp thấp nhiệt đới và xử lý các tình huống tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Trong mùa mưa bão năm 2021, địa phương không có thiệt hại về người, tài sản, công trình do mưa bão gây ra. Đầu mùa hanh khô, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy rừng. Trước và trong mùa hanh khô, địa phương đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng đối với các chủ rừng, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện kịp thời các điểm cháy để có phương án xử lý, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy rừng, luật lâm nghiệp. Trong năm, trên địa bàn phường không có vụ việc cháy rừng xảy ra. Năm 2022, thành phố Uông Bí giao chỉ tiêu cho phường Trương Vương trồng mới 1 hectare rừng gỗ lớn, cây bản địa, các loài lim, rổi, lát. Tại hội nghị, cán bộ hạt kiểm lâm thành phố đã thông tin về các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố liên quan, vận động các chủ rừng, người dân tham gia trồng, đảm bảo chỉ tiêu được giao. Nhân dịp này, phường Trương Vương khen thưởng 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021.